Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2778, ta không phải loại người như vậy. Phi Chu xen vào hiện thực cùng hư không ở giữa, như ẩn như hiện. Đối mặt không biết địa phương, vẫn là duy trì cảnh giác cho thỏa đáng. Quản Vọng đứng phía trên Phi Chu, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hắn nhìn bốn phía, ánh mắt như điện, nhưng mà mắt chỗ cùng đều là hắc ám, ngẫu nhiên phiêu đãng màu xám sương mù, tựa hồ là ở vào chỗ giao giới đồng dạng. Trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Quản Vọng lắc đầu, nơi này mặc dù có tồn tại gì, có lẽ đã sớm biến mất. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc bọn hắn cũng là mở to hai mắt, đồng dạng không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Dù là tiên thức vừa đi vừa về quét hình cũng dò xét không đến bất luận cái gì. Nhị sư huynh, Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không vô duyên vô cớ mang theo bọn hắn lại tới đây. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phiền lấy đánh giá thấp, hắn cũng không nhìn thấy, dò xét không đã có đừng tồn tại. Nơi này chính là một mảnh màu đen hư không. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, nơi này cũng không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng nói, đi xuống xem một chút. Quản Vọng gật đầu, vừa mới chuyển thân đi hai bước, lập tức kịp phản ứng, ngoảnh lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng đấy bất động. Hắn giận, ngươi đứng đấy làm gì? Ta muốn cho ngươi đi xuống trước nhìn xem, ta tại phía trên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quản Vọng tức chết, hỗn đản đồng hương. Ngươi có phải hay không nghĩ đến để cho ta xuống dưới giúp ngươi dò đường, cho ngươi tranh lôi, để cho ta lâm vào nguy hiểm, thân tử đạo tiêu. Sau đó thuyền của ta ngươi liền lấy đi. Lữ Thiếu Khanh thương tâm che lấy ngực, lời của ngươi nói quá hại người, ta là cái loại người này sao? Quản Vọng cắn răng, ngươi chính là cái loại người này. Không phải. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, ngươi thuyền này, nếu như ta muốn, mặc kệ ngươi có chết hay không ta đều sẽ lấy đi. Nương, Quản Vọng quát, ngươi đi xuống trước, kiên quyết không cho hỗn đản đồng hương làm vũ khí sử dụng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, lập tức nổi giận, các ngươi chạy xa như vậy làm gì? Tiêu Y một đoàn người đã chạy đến đuôi thuyền đi. Đại Bạch càng là trốn ở sau lưng Tiêu Y, chỉ lộ ra một cây cái đuôi. Tiểu Hắc nhào tới, ba ba, ném ta. Lữ Thiếu Khanh sờ lên ngoan nữ nhi đầu. Lộ ra từ phụ tiếu dung, vẫn là ngoan nữ nhi tốt. Sau đó thở dài một tiếng, những người khác, không được nha. Lòng người không cổ, đạo đức không có. Quản Vọng nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh, hóa ra liền ngươi có đạo đức đúng không? Ngươi cái này hỗn đản ra hỏa, cùng với ngươi liên đới không khí đều không có đạo đức. Ngươi có mặt nói loại lời này. Ngươi không có soi gương. Có muốn hay không ta cho ngươi một khối? Tiêu Y ở bên cạnh thấy trực tiếp cúng bái. Quản gia gia cũng tốt lợi hại a. Không hổ là nhị sư huynh đồng hương, mắng lên người đến cũng là lợi hại như vậy. Học tập, nhất định phải hào hào hướng bọn hắn học tập, tăng lên chính mình. Lữ Thiếu Khanh đem Tiểu Hắc đặt ở trên thuyền, một bước phóng ra, đi ra phía ngoài. Quản Vọng mấy người trên thuyền chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Không biết địa phương, khả năng rất lớn tồn tại nguy hiểm không biết. Tại mấy người trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, nhìn bốn phía, không có sự tình khác phát sinh. Quản Vọng nhịn không được nói. Xem ra không có nguy hiểm, nhưng trước kia tồn tại địa phương nghĩ đến đã biến mất. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, biến cố phát sinh. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất. Mười phần đột ngột, không có cái khác bất kỳ dấu hiệu gì, lại đột nhiên biến mất. Phảng phất bị không gian trong nháy mắt thôn phệ, làm cho người không kịp phản ứng. Nhị, nhị sư huynh. Tiêu Y kêu lên. Ba ba. Tiểu Hắc gấp đến độ từ trên thuyền bay xuống đi. Nương. Quản Vọng kinh dị, Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị biến mất. Giữa thiên địa không có nửa điểm ba động. Lữ Thiếu Khanh thực lực so với đồng dạng tiên quân đều mạnh, nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cứ thế biến mất. Có thể nghĩ trong này nước sâu bao nhiêu, nguy hiểm kinh khủng đến cỡ nào. Mọi người đừng xúc động, nhỏ. Quản Vọng vốn muốn gọi lấy mọi người không nên vọng động, hành sự cẩn thận, quan sát rõ ràng tình trạng lại nói. Nhưng xem chừng hai chữ vẫn chưa nói xong, Tiểu Hắc đã nhảy ra ngoài. Tiêu Y, Đại Bạch theo sát phía sau. Tức giận đến Quản Vọng chỉ có thể bạo lấy nói tục. Một đám không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Hùng hùng hổ hổ, Quản Vọng cũng đi theo hạ thuyền. Mấy người đi tới Lữ Thiếu Khanh biến mất địa phương, Quản Vọng đối Tiêu Y mắng, liền không thể trước nhìn rõ ràng tình huống lại nói sao. Mù quáng xúc động, không biết rõ sẽ hại chết người sao. Tiêu Y rõ ràng nghe không vào, nàng ở chung quanh xoay quanh, đối Quản Vọng nói, quản gia, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem xảy ra chuyện gì. Quản Vọng nhịn không được mắt trợn trắng. Không có việc gì quản gia ra, có việc quản gia. Quản Vọng ánh mắt như điện, tiên thức quét ngang, lại phát giác được có vấn đề gì. Chung quanh không có vật gì, liền liền không gian cũng không có chút nào ba động. Lữ Thiếu Khanh làm sao lại biến mất,
Nhìn thấy Quản Vọng chau mày, Tiêu Y hỏi Tiểu Hắc, có thể cảm thụ được nhị sư huynh sao? Tiểu Hắc kiểm trên tràn đầy khẩn trương, cắn răng, cảm giác không chịu được. Trong giọng nói mang theo độ khí, có loại cuồng bạo dấu hiệu. Tiêu Y vội vàng ôm lấy nàng, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhị sư huynh lợi hại như vậy, không có việc gì. Trước đó lên tiên giới, cảm giác không chịu được hạ giới Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc đã phát điên, kém chút dẫn xuất phiền toái lớn. Tiêu Y trấn an bắt đầu đã xe nhẹ đường quen. Quản gia, ngươi được không? Tiêu Y đè lại Tiểu Hắc về sau, thúc giục Quản Vọng, tranh thủ thời gian tìm xem a. Ngươi tốt xấu cũng là tiên quân. Quản Vọng im lặng, hỗn đản đồng hương xuất hiện về sau, chính mình là càng ngày càng bị chê. Lời tuy như thế, nhưng Quản Vọng đã toàn lực lục soát, kết quả vẫn là tìm không thấy Lữ Thiếu Khanh như thế nào biến mất. Đừng nói cái khác manh mối, liền xem như một chút xíu tiên lực ba động đều không có. Quản Vọng rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết rõ a. Có lẽ, ngươi nhị sư huynh cứ như vậy. Gặp trên không ở giữa cạm bẫy, hư không loạn lưu cái gì, bị thôn phệ đến nỗi ngay cả cạn bã đều không có. Ta đã toàn lực lục soát, tìm không thấy, nghĩ đến cũng là tìm không được. Vừa mới nói xong, Quản Vọng cảm giác được dưới chân không còn, thân thể không bị khống chế hạ xuống. Chương 2779, tinh không chi địa, màu trắng cung điện. Phảng phất từ trên trời rơi xuống, thân thể để không nổi nửa điểm tiên lực, tựa hồ trở thành phàm nhân đồng dạng. Quản Vọng trong lòng kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh một mảnh đen kịt, như rơi xuống vực sâu. Cách đó không xa chính là Tiêu Y một nhóm, khoa tay múa chân, cùng một chỗ rơi xuống. Sau một lát, trước mắt bỗng nhiên quang mang lấp lóe, quang mang chói mắt khiến Quản Vọng bọn người không thể không nhắm mắt lại. Qua một lát, Quản Vọng mới chậm rãi mở to mắt. Đập vào mi mắt vẫn như cũ là một mảnh tinh không, một vòng trăng sáng treo không trung, tung xuống ngân sắc quang mang. Điểm điểm tinh quang hội tụ ở bầu trời, vượt ngang chân trời, hình thành một đầu màu bạc sông lớn. Rực rỡ ánh sao, như là lao nhanh nước sông, nhấc lên gợn sóng, hướng về nơi xa cuồn cuộn mà đi. Bành! Quản Vọng rắn rắn chắc chắc nện ở mặt đất, phát ra tiếng vang, nương! Nhục thân cường hãn, quảng bất tử, nhưng là mặt đất trình độ cứng cáp vượt qua tưởng tượng. Quản Vọng cái này tiên quân cũng rơi thất điên bát đảo, mắt bốc kim tinh, đau đến chửi mẹ. Bành bành! Tiêu Y mấy cái cũng lần lượt đập xuống đất, đồng dạng rơi không nhẹ, qua tốt một lát, mọi người mới đứng lên. Đỉnh đầu trăng sáng, màu trắng bạc quang mang khuynh tả tại đại địa phía trên, đem mọi người chiếu sáng rõ ràng. Ba ba, Tiểu Hắc đột nhiên phóng tới cách đó không xa. Ở chỗ này, tiên lực bị giam cầm, không cách nào điều động. Hình người Tiểu Hắc nện bước nhỏ chân ngắn phóng tới nơi xa. Tiêu Y mang theo Đại Bạch bận rộn lo lắng đuổi theo, Tiểu Hắc, chờ ta một chút, các ngươi, nương. Quản Vọng cái kia khí a, đều không thấy rõ ràng chung quanh kỳ tình huống, liền cấp hống hống chạy hướng nơi xa, không biết rõ gặp nguy hiểm sao. Quản Vọng sống hơn 3.000 vạn năm, kiến thức bao rộng, nhưng là dạng này địa phương còn là lần đầu tiên gặp. Ở bên ngoài dò xét không đến, đột nhiên bị rơi vào, ở chỗ này một thân thực lực cảnh giới bị áp chế liên đối tiên thức đều không dùng, đến. Tại cái này, bọn hắn chính là cả người nhục thân có chút cứng rắn người bình thường. Cái này địa phương thấy thế nào đều quỷ dị thì đại biểu cho nguy hiểm. Không chừng bọn hắn bước vào một vị nào đó đại lão tiềm tu chi địa. Đại lão hai chữ đại biểu cho kinh khủng, nguy hiểm. Trêu chọc đại lão, một bàn tay đập tới đến, cạn bã đều không có thừa. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhìn về phía Quản Vọng. Quản Vọng cắn răng, đuổi theo. Sư phụ, ngươi nhìn. Không đi hai bước, Ân Minh Ngọc bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh quát lên. Quản Vọng quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh một cái hố to xuất hiện trong mắt hắn. Rộng hơn 10 mét, sâu mấy mét, thỏa thỏa một cái hố to. Quản Vọng lại quay đầu nhìn xem, mấy người bọn hắn đến rơi xuống té ra hố cũng liền rộng 2, 3 mét, sâu chừng 1 mét. Quản Vọng nhe răng, hắn nhục thân mạnh như vậy sao? Ân Minh Ngọc trương miệng rộng, lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh cường đại rung động đến. Cái hố to này không cần hỏi cũng là Lữ Thiếu Khanh té ra tới. Nhục thân càng mạnh, té ra hố lại càng lớn. Quản Vọng lắc đầu, chính mình cái này tiểu lão hương thâm bất khả trắc a, 89 phần 10 thiên tuyển chi tử. Quản Vọng chào hỏi Ân Minh Ngọc một tiếng. Cẩn thận nghiêm túc hướng phía Tiêu Y phương hướng của các nàng đuổi theo. Kiên cố mặt đất mọc đầy cỏ xanh, ngẫu nhiên còn rải rác mọc ra cây cối, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có một phen đặc biệt cảnh sắc. Nhưng ở trong mắt Quản Vọng, lại là quỷ dị như vậy. Hình ảnh như vậy, cho dù tại hiện tại tiên giới cũng khó có thể gặp được. Tiên giới mặt đất bị ô nhiễm rất nhiều, sinh mệnh lực như thế tràn đầy cỏ cây đã rất ít gặp. Đi hồi lâu, bò lên trên một cái dốc núi. Cách đó không xa cảnh tượng xuất hiện tại Quản Vọng cùng Ân Minh Ngọc trong mắt. Một tòa màu trắng kiến trúc xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Một dòng sông nhỏ từ kiến trúc trước cửa lưu chuyển mà qua, tại kiến trúc chung quanh chính là các loại đóa hoa,
tại gió nhẹ phía dưới khẽ đung đưa. Ánh trăng chiếu rọi xuống đến, phảng phất là vô số cái tiểu tinh linh đang khiêu vũ. Ân Minh Ngọc thấp giọng kêu, đây là cái gì địa phương? Đột nhiên xuất hiện ở đây kiến trúc, biển hoa, thấy thế nào đều lộ ra không bình thường. Quản Vọng càng thêm khẳng định là một vị nào đó đại lão tiềm tu chi địa. Hắn ánh mắt quét qua, thấy được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Hắn vội vàng mang theo Ân Minh Ngọc tiến lên. Mẹ nó, tiểu tử, nơi này là cái gì địa phương? Quản Vọng nhỏ giọng hô hào. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là nhìn xem hắn, đồng hương, ngươi đến giảm béo a, chậm như vậy chờ ngươi lão đã nửa ngày. Quản Vọng muốn đánh người, ta giảm không giảm béo liên quan gì đến ngươi? Nơi này là cái gì địa phương? Quản Vọng lần nữa hỏi. Ta chỗ nào biết rõ, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh cũng là cho mày, nơi này tồn tại cái gì đây? Trước mắt kiến trúc là một tòa có chút cùng loại phàm nhân cung điện kiến trúc, cửa lớn đóng chặt in một vầng trăng đồ án, có chút sáng lên, tựa hồ cùng trên trời ánh trăng kêu gọi lẫn nhau. Toàn thân màu trắng, dùng không biết đến vật liệu kiến tạo. Tại màu bạc dưới ánh trăng, tản mát ra một cỗ thương tang cổ lão khí tức. Phảng phất là từ xa xôi thời không bên trong di chuyển ra. Muốn đi gõ cửa sao? Tiêu Y thấp giọng hỏi. Quản Vọng lập tức liền quát khẽ bắt đầu, gõ cửa. Người biết rõ tình huống sao? Tình huống không rõ, liền tùy tiện hành động, rất dễ dàng hại chết chính mình. Làm việc phải nghĩ lại mà làm sao? Sau đó Quản Vọng nghiêm túc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn cùng hắn là đang giáo huấn Tiêu Y, chẳng bằng nói là đang nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói không sai, địa phương nguy hiểm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Quản Vọng nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hỗn đản đồng hương mặc dù ghê tởm, nhưng cũng không phải người lỗ mãng. Sợ chết ra hỏa, làm việc chắc chắn sẽ không giống tiểu nha đầu mấy cái, vội vàng, không có đầu óc mạnh mẽ đâm tới. Bên này vừa vui mừng, liền thấy Lữ Thiếu Khanh cất bước hướng về phía trước. Quản Vọng quát khẽ, làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay đầu, đi gõ cửa a, không phải đứng ở chỗ này thổi gió lạnh sao? Đêm dài trời lạnh, dễ dàng cảm mạo. Ta ngoan nữ nhi còn nhỏ, ta sợ lạnh lấy nàng. Quản Vọng tức chết, quát, ngươi biết rõ tình huống sao? Tùy tiện đi gõ cửa, ngươi muốn chết a? Mới vừa ở trong lòng khen ngươi hai câu, ngươi liền cho ta tới này vừa ra. Cũng là... Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngừng bước chân. Quản Vọng trong lòng lần nữa vui mừng, coi như nghe lời. Sau một khắc, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn, không bằng, ngươi đi. Mẹ nó, ngươi lăn. Chương 2780, một đầu tinh hà. Quản Vọng cắn răng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chớ làm loạn, nơi này có thể nói đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Đến xem chừng tìm hiểu rõ ràng lại nói. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi không dám cứ việc nói thẳng. Đúng, ta là không dám. Quản Vọng trực tiếp thừa nhận, ta sợ chọc tới đại lão. Sợ hàng, Quang Minh thành ra hết sợ hàng. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ, sau đó chậm rãi bước tiến lên. Làm gì? Quản Vọng quát, ngươi tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Trời tối, ta sợ lạnh lấy ta ngoan nữ nhi. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại bước dài ra. Sông nhỏ phía trên có một tòa cầu, nối thẳng cung điện. Tới gần về sau, Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện sông nhỏ cũng không phải là phổ thông sông nhỏ. Trong nước sông, điểm điểm quang mang lấp lóe, lóe lên. Phiêu đãng tại trong nước sông rõ ràng là từng khỏa lóe sáng tinh thần. Không phải phổ thông sông nhỏ, mà là một đầu tinh hà. Xoa, Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, đây là cái gì thủ bút? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tinh quang sán lạn, tinh quang rạng rỡ, hình thành một đầu sáng chói mỹ lệ tinh hà. Nhưng mà ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đỉnh đầu tinh không là cái bóng, là trước mắt sông nhỏ phản chiếu ở trên trời kính tượng. Nhìn qua chỉ có thể dung nạp một người bước qua cầu nhỏ, Lữ Thiếu Khanh sinh lòng lùi bước. Có thể chơi đùa ra dạng này thủ đoạn tồn tại, thực lực khẳng định siêu việt tiên vương a, kinh khủng tồn tại, vẫn là đứng xa mà trông đi, trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Thiếu Khanh từng bước lui lại, rất nhẹ, rất chậm, rón rén lui lại. Không có lùi hai bước, Lữ Thiếu Khanh đụng phải Quản Vọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại, nhìn thấy Quản Vọng đồng dạng rón rén đi lên, hai người không cẩn thận đụng vào nhau. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng kêu, thanh âm so với vừa rồi càng thêm nhỏ giọng, rất nguy hiểm, người biết không biết rõ. Quản Vọng nhịn không được mắt trợn trắng. Nương, vừa rồi ai còn đang nói muốn gõ cửa đi vào, sợ lạnh lấy ngươi ngoan nữ nhi, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi dự định đi lên giúp ngươi áp trận. Nhưng, Quản Vọng cũng rất tò mò, hỗn đản tiểu tử làm sao lại đột nhiên cải biến chủ ý đâu, mới vừa rồi còn kêu gào muốn đi gõ cửa. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Quản Vọng liền thấy được cách đó không xa sông nhỏ. Cái này xem xét, Quản Vọng cũng dọa đến tê cả da đầu, kém chút kêu lên. Cái này. Lữ Thiếu Khanh nói, nhỏ giọng một chút, nguy hiểm. Quản Vọng gật đầu biểu thị đồng ý,
tiên nhân có thể bắt tinh trích nguyệt, nhưng không có khả năng làm được trước mắt dạng này. Một đầu chân chính tinh hà móc ngược trên mặt đất, như là một đầu chân chính sông nhỏ đồng dạng chậm chậm lưu động. Mỗi một quả tinh thần đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, một không xem chừng liền có thể đem chính mình chơi không có. Quản Vọng tự nhận chính mình gặp phải tất cả tiên nhân bên trong, không ai có thể làm đến bước này. Thành chủ bá cũng làm không được. Đi xem một chút đi, Lữ Thiếu Khanh lại đối Quản Vọng nói, người sống lâu như vậy, không chừng có thể nhìn ra được chút dấu vết, biết rõ ai. Cũng không phải Lữ Thiếu Khanh tại thổi phồng Quản Vọng. Quản Vọng là thiên cơ báo lão đại, tiên giới vô số tin tức hội tụ ở tay hắn. Cũng nói hắn là một cái hình người tiên giới kho số liệu cũng không đủ. Quản Vọng cau mày, hiển nhiên hắn đã tại trong đầu tự hỏi đến cùng là ai có như thế thủ bút. Đối với Lữ Thiếu Khanh đề nghị, hắn không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn tới gần nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Hai người lập tức cẩn thận nghiêm túc tới gần một chút, đi tới bờ sông. Càng đến gần, sắc mặt hai người thì càng ngưng trọng. Giống như là bình tĩnh nước sông chậm chậm lưu động, bình tĩnh nước sông phía dưới lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hai người đều có loại trực giác, một khi rơi vào, cạn bã đều không có thừa. Đứng tại bờ sông, bình thường tình huống phía dưới, nước sông mặt ngoài chính là cái bóng, nhưng bây giờ lại xoay ngược lại. Đỉnh đầu tinh không là trước mắt trong nước sông tinh thần cái bóng. Hai người đều có một loại cảm giác không chân thật. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng, thế nào? Biết là ai sao? Quản Vọng chau mày, nhìn chằm chằm nước sông, đầu óc đang không ngừng hồi ức. Hắn ý đồ tìm kiếm ra cùng nơi đây tương quan tình báo. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, đầu óc bởi vì quá độ phụ tải có chút ẩn ẩn bị đau đều không tìm được tương quan tình huống. Quản Vọng ôm đầu, lắc đầu. Hắn nói, bất kể là ai, đều là chúng ta trêu chọc không nổi tồn tại. Đi thôi. Đứng tại bờ sông đều có thể cảm thụ được áp lực. Quản Vọng phát hiện Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, hắn nói, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng nói, không bằng ngươi nhảy đi xuống nhìn xem du lịch cái lặn nhìn xem. Có lẽ du lịch hai lần liền có thể biết rõ. Bơi lội có thể giảm béo, nhất cử lưỡng tiện. Quản Vọng không nói hai lời, đối Lữ Thiếu Khanh chính là một cước, ngươi muốn chết đừng gọi ta. Nói đùa, đứng tại bờ sông đều có thể biết rõ nguy hiểm cỡ nào, còn xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh không hề động, ngươi chớ làm loạn a, xem chừng đã quấy rầy đại lão. Quản Vọng cứ thế mà phanh lại chân, ngươi ngậm miệng, nói ít loại này nói nhảm. Ngươi không biết rõ ngươi nói những lời nhảm nhí này ta rất muốn đánh ngươi sao? Trở về. Quản Vọng thấp giọng nói, đề nghị của ta là rời đi nơi này. Cách xa xa, tìm tới đường trở về, sau đó rời đi nơi này. Thừa dịp đại lão không có xuất hiện, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào màu trắng cung điện, hỏi lại, vạn nhất rời đi đường ở đâu bên trong đâu? Chúng ta ở chỗ này giống như tiến vào trò chơi phó bản, không giải quyết được boss, lui không ra phó bản. Quản Vọng nghẹn lời, cũng có khả năng này. Nhưng là, ngươi không tìm xem ngươi làm sao biết rõ. Lui về, tìm xem lại nói. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mong rằng lấy cách đó không xa cung điện, hắn sợ Lữ Thiếu Khanh vọt thẳng đi qua gõ cửa. Hắn thấp giọng thuyết phục, chớ làm loạn, hiện tại đại lão chưa từng xuất hiện, có lẽ hắn không có để ý chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vì gia tăng chính mình sức thuyết phục, chỉ vào trước mắt tinh hà nói, người suy nghĩ một chút, có thể làm ra dạng này đại thủ bút người sẽ là người bình thường sao? Con sông này, dù là tử tiên vương tới, cũng vô dụng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Quản Vọng thở phào, đi thôi, về trước đi. Vừa mới dứt lời, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu hội tụ một viên hỏa cầu, tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng đánh tới hướng tinh hà. Chương 2781, lại bị nuốt. Hỏa cầu cháy hừng hực, ánh lửa chiếu rọi đại địa, như mặt trời rơi xuống. Cực nóng hỏa cầu đập trúng băng lãnh tinh hà. Phốc phốc một tiếng, không có trong tưởng tượng to lớn bạo tạc. Hỏa cầu trực tiếp không có vào trong nước sông, tựa hồ bị trực tiếp thôn phệ. Nương! Quản Vọng phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh xoay đầu lại, một mặt sắp khóc lên dáng vẻ, ta nói, chuyện không liên quan đến ta, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ! Quản Vọng khí a, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đạp tiến trong sông. Hắn gầm thét, nước bọt trực phún Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi làm ta mù sao? Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Ngươi còn không bằng nói nháo quỷ! Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng giơ ngón tay cái lên. Chân tướng, đồng hương ngươi thật thông minh, chính là nháo quỷ, không khiến người ta an tâm quỷ. Quản Vọng phồng lên miệng, nổi lên nước bọt, lại phun, mẹ nó, ta không mù cũng không ngốc. Hỗn đản đồ vật, ta liền không quản lý ngươi, để ngươi tới đây chịu chết tốt. Tức chết a, dạng này gây sự, chán sống sao, hắn thật là thiên tuyển chi tử sao, có cái nào thiên tuyển chi tử có thể như vậy gây sự, tại nguy hiểm biên giới điên cuồng thăm dò, chán sống sao, ngô, có lẽ không phải thiên tuyển chi tử.
chân chính nhân vật chính có lẽ còn chưa có xuất hiện. Nhưng, Quản Vọng rất nhanh kịp phản ứng, ngươi có thể sử dụng tiên lực. Ở chỗ này, tiên lực, tiên thức đều không dùng đến, các nàng như là phàm nhân đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh làm sao làm được, Lữ Thiếu Khanh vô cùng ủy khuất, không dùng đến a, đều nói không liên quan chuyện ta người này sợ chết nhất, nào dám khiêu khích đại lão. Quản Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không có truy cứu vấn đề này, hắn nghiến răng nghiến lợi, đi nhanh lên, không được gây sự. Ngươi đến may mắn không có náo ra động tĩnh lớn, không phải ngươi ta chết không có chỗ chôn. Quản Vọng vừa nói, một bên quay đầu cẩn thận ly khai. Trong lòng của hắn quyết định, Lữ Thiếu Khanh dám lại giở trò, hắn nhất định sẽ một cước đem Lữ Thiếu Khanh đạp tiến trong sông. Từng ngày, cái này thời gian không có cách nào qua. Đi hai bước, hắn vẫn là không nhịn được ngoảnh lại. Lần này đầu, hắn lại mở to hai mắt nhìn. Sau lưng Lữ Thiếu Khanh sông nhỏ bỗng nhiên quang mang bùng lên, quang mang lóa mắt vạn trượng. Ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh bộc phát, như là một viên bom tại dưới nước nổ tung, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Bất quá lần này nhấc lên chính là quang mang mãnh liệt. Như đồng đạo nói tấm lụa phóng lên tận trời, cuối cùng hội tụ thành một cái đại thủ, hung hăng bổ xuống, móa. Lữ Thiếu Khanh mắng to một tiếng, liền bị bàn tay lớn kéo vào trong sông, trong nháy mắt, quang mang tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trên trời ánh trăng vẫn như cũ tung xuống, thiên địa một lần nữa phủ thêm một tầng màu bạc áo choàng. Gió nhẹ từ đến, Quản Vọng bọn người ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Quản Vọng nhìn về phía sông nhỏ, mặt sông nhẹ nhàng, quang mang có chút chớp động, chậm rãi động. Giống như sự tình vừa rồi bất quá là ảo giác. Nhị sư huynh. Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc, Đại Bạch chạy đến bờ sông, lớn tiếng kêu. Quản Vọng rất bất đắc dĩ, đây đều là chuyện gì? Cái này địa phương tựa hồ rất ưa thích nuốt đồng hương. Động một tí liền nuốt mất hắn, để cho người ta một điểm phản ứng đều không có. Quản gia, làm sao bây giờ? Tiêu Y cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Quản Vọng. Quản Vọng nhức đầu, ta chỗ nào biết rõ làm sao bây giờ? Cái này địa phương khắp nơi để lộ ra quỷ dị, kinh nghiệm của hắn ở chỗ này không có tác dụng gì. Nhìn xem Tiêu Y dáng vẻ lo lắng, Quản Vọng quát, chớ làm loạn a, đây là tinh hà, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngươi bị cuốn đi vào sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Tiêu Y đương nhiên biết rõ tinh hà đáng sợ, nàng đem ánh mắt nhìn về phía cung điện. Quản Vọng chú ý tới Tiêu Y ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, vừa muốn mở miệng ngăn cản, Tiêu Y đã chạy trên cầu, xông thẳng cung điện mà đi. Quản Vọng ôm đầu, nương, đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Cả đám đều không nghe lời, cả đám đều ưa thích tìm đường chết, đại lão làm sao chịu được? Quản Vọng không cách nào chính tưởng tượng thủ hạ đồ đệ đều là dạng này tính cách, hắn sẽ điên mất. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh nhắc nhở, sư phụ, có lẽ là nhận kia ra hỏa ảnh hưởng. Quản Vọng lập tức gật đầu, không sai, chính là tên hỗn đản kia tiểu tử. Hắn đi lên về sau, Tiêu Y nha đầu trở nên càng ngày càng không đáng yêu. Hết thảy đều do hỗn đản đồng hương. Chính mình học cái xấu cũng được, còn đem người bên cạnh đều làm hư. Tiêu Y đã mang theo Tiểu Hắc, Đại Bạch chạy tới cung điện cửa chính chỗ ấy, Quản Vọng gấp đến độ hô to, trở về. Tiêu Y ngoảnh lại nhìn xem Quản Vọng, nhưng Tiểu Hắc cũng mặc kệ cái này, trực tiếp đẩy cửa. Ngoài ý liệu là, cung điện cửa chính nhìn xem cao lớn nặng nề, lại là dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Trầm thấp tiếng ầm ầm vang lên, cung điện cửa chính chậm rãi bị mở ra. Nương, Quản Vọng bên này trong lòng bồn chồn, nhìn chòng chọc vào cửa chính. Nhưng mà, dù là thị lực cho dù tốt, cũng không cách nào nhìn thấy sau cửa lớn, cung điện ở trong chỗ sâu mặt tồn tại cái gì. Một mảnh đen kịt, tựa hồ chỉ có bước vào trong cung điện mới có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Quản Vọng cấp hống hống chạy tới, ngăn ở ba người trước mặt, mấy người các ngươi dừng lại, không được đi vào. Nương, không biết rõ trời cao đất rộng, tùy tiện đi vào, muốn chết a? Tiêu Ý giương cổ lên, hướng phía bên trong nhìn một chút, môn đều mở, không bằng vào xem. Mở ra cửa chính, lại không nhìn thấy bên trong, Tiêu Ý lòng ngứa ngáy, rất hiếu kỳ bên trong tồn tại cái gì. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh nàng đều ném sau ót. Nhị sư huynh khẳng định không chết được, vẫn là sau cửa lớn đồ vật để cho người ta hiếu kỳ. Tiến cái đầu của ngươi a. Quản Vọng tức chết, ngươi trước kia rất hèn mọn, hiện tại làm sao to gan như vậy rồi? Trước kia Tiêu Y đi lên, cậu cực kỳ, nhìn thấy người, trăm mét có hơn liền chất lên tiếu dung, chỉ sợ đắc tội với người. Gặp được không rõ tình huống trước tiên tránh đi, tuyệt đối không tham gia náo nhiệt. Hiện tại làm sao lại thay đổi? Tiêu Y cười hắc hắc, đây không phải là nhị sư huynh không ở bên người sao? Đương nhiên muốn cẩn thận một chút, để miễn cho tội nhân. Hiện tại khác biệt. Nương, quả nhiên là tên hỗn đản kia tiểu tử. Quản Vọng tan nát cõi lòng, êm đẹp nha đầu bị làm hư. Không thể đi vào, bên trong tình huống không rõ, không thể đi mạo hiểm. Ngươi cho rằng bên trong là nhà ngươi a? Nói vào là vào.
Vừa mới nói xong, bên cạnh Tiểu Hắc đột nhiên xông đi vào, ba ba. Chương 2782, quỷ dị quan tài. Tiểu Hắc đột nhiên hô hào ba ba xông đi vào, thân hình trong nháy mắt biến mất tại cửa lớn bên trong. Tiểu Hắc chờ ta một chút. Tiêu Y cùng Đại Bạch thừa cơ vòng qua Quản Vọng, nhanh như chớp đi theo chạy vào đi, nương. Quản Vọng dậm chân, những này ra hỏa một cái sau một cái để cho người ta đau đầu. Đều nghe không hiểu tiếng người đúng không, đau đầu, đều do hỗn đản đồng hương. Nhìn xem mở ra cửa chính, Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng, sư phụ. Quản Vọng đau đầu, sau cửa lớn một mảnh đen như mực, như là Trương Khai miệng to như chậu máu chờ lấy con mồi tự động hướng bên trong đưa. Quản Vọng không có suy nghĩ nhiều, đi thôi. Ân Minh Ngọc rốt cục nhịn không được, sư phụ, người đối bọn hắn cũng không tránh khỏi quá tốt rồi a. Ân Minh Ngọc trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ ghen ghét. Nàng là Quản Vọng ký danh đồ đệ, còn không phải đồ đệ chính thức. Nàng đều không có loại đãi ngộ này. Đối Tiêu Y các nàng tốt, đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm không cần nói. Nếu không phải biết rõ Quản Vọng không có con riêng, nàng đều muốn hoài nghi Lữ Thiếu Khanh chính là Quản Vọng con riêng. Không đúng, liền xem như con riêng đều chưa chắc sẽ tốt như thế. Quản Vọng thật sâu thở dài, tâm mệt mỏi rất, ta cũng không muốn quản. Nhưng, có biện pháp nào đâu. Đến đều tới. Mặc dù một mực cực lực ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y các nàng, nhưng Quản Vọng cũng biết rõ, muốn rời đi nơi này, cung điện nhất định phải xông vào một lần. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn qua Quản Vọng, có như vậy một nháy mắt, Ân Minh Ngọc cảm thấy mình sư phụ cùng Lữ Thiếu Khanh giống nhau đến mấy phần. Sư phụ cũng bị làm hư rồi sao? Sư phụ! Đi thôi! Quản Vọng khoát khoát tay, cẩn thận nghiêm túc vùi vào trong cửa lớn. Quản Vọng mọi người không có phát hiện chính là, đỉnh đầu ánh trăng từ trăng tròn biến thành nguyệt nha. Cùng thời gian mang cấp tốc ảm đạm, tại Quản Vọng mọi người tiến vào cửa chính về sau, ảm đạm tốc độ trở nên càng nhanh. Rất nhanh, đỉnh đầu tinh không như là mây đen che đậy. Ánh trăng cùng vô số tinh thần biến mất. Rầm rầm, tựa hồ nước sông va chạm phát ra thanh âm, trên mặt đất nhỏ trong tinh hà quang mang trở nên lộn xộn bắt đầu. Phảng phất là trôi nổi trong sông tinh thần từng khỏa biến mất, cuối cùng toàn bộ tinh hà dần dần biến mất tại giữa thiên địa. Liên quan trên mặt sông tiểu kiều cũng cùng theo biến mất, mặt đất không tồn tại bất kỳ vết tích, phảng phất nhỏ tinh hà chưa từng có tồn tại. Quản Vọng mang theo Ân Minh Ngọc tiến vào cửa chính, giống xuyên thấu một tầng màu đen bình chướng, ngay sau đó trước mắt quang mang sáng lên. Quản Vọng ngoảnh lại, phía sau là màu đen bình chướng, không nhìn thấy cửa chính tồn tại. Tựa như vừa rồi tại bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhìn lại chung quanh, cũng không phải là trong tưởng tượng đại sảnh, mà là một mảnh tinh không, tinh quang lấp lóe, không nhìn thấy cuối cùng. Bọn hắn cũng giống dẫm tại bình chướng vô hình phía trên, dưới chân chính là vô tận hắc ám, giống không thấy đáy vực sâu. Quản Vọng trong lòng nghiêm túc, tới lui lui đều là tinh không, mê cung sao? Sư phụ, các nàng ở nơi đó. Quản Vọng thuận đồ đệ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Y ba người vây quanh đồng dạng đồ vật xoay quanh. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là một bộ quan tài, màu xám bạc quan tài, lẳng lặng phiêu phù ở tinh không bên trong. Nương! Quản Vọng nhìn thấy Đại Bạch thậm chí nghĩ đưa tay đi sờ sờ, dọa đến hắn nhảy lên cao ba trượng. Những này ra hỏa là không biết rõ chữ chết, viết như thế nào sao? Các ngươi muốn làm gì? Quản Vọng vọt thẳng đi qua, giống giận, các ngươi muốn chết phải không? Quan tài bình thường nương theo lấy chẳng lành. Tại phó bản bên trong, quan tài cùng nguy hiểm móc nối. Rất nhiều đại lão đều ưa thích nằm tại quan tài bên trong. Cái này địa phương rất quỷ dị, xuất hiện một bộ quan tài, quỷ dị gấp bội, nguy hiểm gấp bội. Bọn hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này tỷ lệ siêu cấp gấp bội. Gặp được những này quỷ dị đáng sợ tồn tại, tránh cũng không kịp. Tiêu Y ba cái ngược lại tốt, vây quanh chuyển không nói, còn muốn đưa tay đi sờ, không sợ nháo quỷ sao? Không đúng, nháo quỷ đều tốt đi một chút. Liền sợ quan tài bên trong tung ra một cái đại lão. Đại lão rời giường khí có mấy người có thể chịu được. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, quản gia gia, không có nguy hiểm a. Chính ngươi cảm thụ một cái. Quản Vọng ánh mắt rơi vào quan tài bên trên. Màu xám bạc quan tài, tựa hồ là rơi vào toàn bộ tinh không ở giữa, vô số tinh thần ánh sáng lóng lánh rơi vào phía trên. Không có âm trầm khí tức, ngược lại có một loại thánh khiết cảm giác. Nhưng mà cảm giác như vậy ngược lại để Quản Vọng hãi hùng khiếp vía. Càng là khác thường. Liền càng nguy hiểm, đi. Quản Vọng thấp giọng quát, đều lui lại, cách nó xa một chút. Không có nguy hiểm chính là nguy hiểm lớn nhất. Người vật vô hại đại lão mới là đáng sợ nhất đại lão. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, thế nhưng là, không mở ra nhìn xem sao. Mở ra nhìn xem, Quản Vọng một hơi thở không ra hơi đến, kém chút bị nghẹn chết. Hóa ra lời ta nói đều nghe không vào sao. Ngươi vòng quanh nhìn đã rất quá đáng, ngươi thế mà còn muốn lấy mở ra. Ngươi là không đem đại lão bừng tỉnh, ngươi là không bỏ qua đúng không? Tiểu Hắc cũng mở miệng, Hắc Bạch phân minh con mắt nhìn qua Quản Vọng, trong ánh mắt mang theo vài phần coi nhẹ, đừng sợ a.
cha ta ở chỗ này khẳng định sẽ mở ra. Đại Bạch biểu thị đồng ý, đồng thời tiến hành bổ sung. Đại Ma Đầu khẳng định nghĩ biện pháp đem quan tài dọn đi bán. Cỗ này quan tài xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tại Đại Ma Đầu trong mắt chính là đáng tiền đồ vật. Tiêu Y rất tán thành, đúng vậy a, nhị sư huynh ở chỗ này, khẳng định sẽ làm như vậy. Nhị sư huynh nói qua cần kiệm tiết kiệm là mỹ đức. Ba người đối thoại để Quản Vọng kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Chính mình tiểu lão hương như thế tham sao, liền quan tài đều muốn bán. Đây là người tài giỏi sự tình, hỗn đản đồng hương đời trước là làm cái gì? Mà Kim giáo úy, ngậm miệng. Quản Vọng thấp giọng quát nói, tranh thủ thời gian lui về cho ta. Không được ở chỗ này nói nhảm. Quản Vọng thật sợ ba cái gia hỏa nói liền xuất thủ đem quan tài mở ra. Quản gia gia, mở ra nhìn xem nha, nhị sư huynh ở chỗ này nhất định sẽ mở ra. Tiêu Y rất hiếu kỳ bên trong nằm người là ai. Mở ra cọng lông, Quản Vọng chỉ hận ánh mắt của mình không đủ lớn, chừng không chết Tiêu Y, ít nói gâu nói vượn, coi như hỗn đản tiểu tử ở chỗ này, hắn cũng không dám. Lui về cho ta. Bỗng nhiên, xung quanh vang lên một thanh âm. Thùng thùng. Chương 2783, đem tiên thạch điểm A, trời đất quay cuồng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị nhét vào một cái lăn ống tắm một cái áo cơ bên trong, không ngừng lăn lộn. Sử dụng ra toàn thân lực lượng cũng không dừng được, chung quanh không ngừng xung kích lực lượng để hắn bất lực, cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn tiên lực vẫn như cũ bị áp chế, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng chung quanh tình huống. Bất quá chung quanh một mảnh trắng xóa, để tính toán của hắn thất bại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn nhục thân cường độ trực tuyến, vừa đi vừa về khuấy động lực lượng rơi ở trên người hắn, ngoại trừ có chút đau đau nhức bên ngoài, không có cái khác tác dụng phụ. Hắn cường hãn nhục thân để hắn không về phần bị xé thành đầy trời mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát liền từ bỏ chống cự, nước chảy bèo trôi. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được khuấy động lực lượng bắt đầu chậm lại. Đồng thời chung quanh quang mang cũng dần dần yếu bớt. Lữ Thiếu Khanh lập tức tới đây tinh thần, nhìn bốn phía. Đợi đến hết thảy triệt để bình tĩnh trở lại về sau, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thân thể không còn, sau đó rơi xuống. Móa, lại tới. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, cũng lười vùng vẫy, nhìn xem chung quanh. Một mảnh tinh không, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem khá quen. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nhìn cái cẩn thận, bịch một tiếng, hắn quẳng xuống đất. Đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh rơi thất điên bát đảo, hắn phát hiện trong cơ thể mình bị áp chế lực lượng khôi phục, lập tức mừng rỡ. Hắn nhảy lên một cái, lại ngạc nhiên kêu lên, không phải đâu. Trước mắt, ở trước mặt hắn, có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày lư hương, linh bài, quan tài ba kiện bộ. Cái này địa phương, hắn thuộc như cháo tất, ma quỷ tiểu đệ chỗ thời gian phòng. Trách không được vừa mới nhìn lấy tinh không có loại cảm giác quen thuộc. Hắn cái gì thời điểm đến thời gian phòng nơi này, làm sao tới nơi này, Lữ Thiếu Khanh hình như có nhận thấy, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tinh không, một đầu tinh hà rạng rỡ sáng lên. Hắn rơi vào đầu kia tinh hà xuất hiện lên đỉnh đầu tinh không bên trong, đầy trời ánh sao tại trong sông sướng lưu, quang mang lấp lóe như là một đầu tinh thần long tại bay lượn. Xảy ra chuyện gì? Quanh đi quẩn lại làm sao về tới đây? Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch vậy liền đến hỏi cái minh bạch. Dù sao hắn cũng phải cùng ma quỷ tiểu đệ hào hào tính toán sổ sách. Để hắn cõng nồi, để hắn tới đây mạo hiểm tất cả đều là ma quỷ tiểu đệ làm. Phanh phanh phanh. Lữ Thiếu Khanh cấp hống hống chạy tới gõ quan tài, ma quỷ, cút ra đây cho ta. Sự tình hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ràng, việc này không xong. Đơn giản quá phận đến không hợp thói thường. Chưa hề chỉ có hắn cho người ta cõng nồi đen. Từ xưa tới nay chưa từng có ai để hắn cõng nồi đen. Bút chướng này nhất định phải tính rõ ràng. Sư, nữ nhân thân ảnh hiển hiện, nàng tỉnh táo nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có sợ, nhìn hàm hàm nữ nhân, cho ta một cái thuyết pháp. Nữ nhân bỗng nhiên nở nụ cười, chung quanh quang mang cũng rực rỡ. Tuyệt mỹ tiếu dung, người bình thường khẳng định sẽ bị mê đến không muốn không muốn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại giận quá, chỉ vào nữ nhân, ngươi cười cọng lông, thật buồn cười đúng không? Ngươi hôm nay liền xem như bán manh cũng vô dụng, không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối phải xốc ngươi nắp quan tài. Nữ nhân tiếu dung lập tức biến mất, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Làm sao? Còn muốn đánh người? Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ. Đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi có gan cùng cảnh giới đánh với ta một trận, xem ai thu là ai, hừ. Nữ nhân thần sắc băng lãnh, ánh mắt bất thiện. Vẫn là như vậy muốn ăn đòn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân tiếp tục gọi, hừ cái gì hừ, ít tại chỗ ấy giả thanh cao, nói chuyện, đừng làm câm điếc, hoắc. Bỗng nhiên, một đạo quang mang từ trên trời chiếu rọi xuống tới. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tại tinh không bên trong đầu kia tinh hà trở nên vặn vẹo. Tại trong tinh hà tinh thần quang mang phóng đại. Tản mát ra cuồng bạo hủy diệt lực lượng,
Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, ngươi làm sao cái gì đều hướng miệng bên trong nhét? Ngươi là chó sao? Nữ nhân ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, muốn đánh người xúc động càng tăng lên. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ không sợ, ưỡn ngực, lớn tiếng nói, làm sao? Nói ngươi còn không phục. Không phải ngươi đồ vật ngươi cướp tới hữu dụng không? Nhìn thấy các đồ vật liền đoạt, mặt của ngươi đâu? Ầm ầm, tiếng oanh minh truyền đến, đỉnh đầu cuồng bạo khí tức càng tăng lên. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngẩng đầu, nếu như nói vừa rồi Tinh Hà là bay lượn thần long, như vậy hiện tại Tinh Hà chính là ăn xấu bụng kéo không ra được chó đất. Tản ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được tê cả da đầu. Bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô số tinh thần lực lượng, mỗi một quả đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Toàn bộ bạo phát đi ra, Lữ Thiếu Khanh không dám tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh thấy hãi hùng khiếp vía, hắn đối nữ nhân nói, ngươi xem một chút, để ngươi không muốn cái gì cứt chó rác rưởi đều hướng miệng bên trong nhét, hiện tại tốt, phiền phức tới. Sẽ không nổ à? Nổ, ngươi sẽ chết sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lo lắng, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Trên người ngươi còn có bao nhiêu tiên thạch linh thạch, trả lại cho ta đi ra ngoài trước, được không nào? Cùng lắm thì ngày lễ ngày Tết, ta cho ngươi đốt điểm nguyên bảo ngọn nến. Nữ nhân thật sự là nhịn không được, giơ tay lên một bàn tay đập tới tới, ba, ngao. Lữ Thiếu Khanh bị đập bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lần này nữ nhân nhưng không có nuông chiều hắn, trong ngoài cùng một chỗ ra tay. Nhục thân bị rút, ở bên trong linh hồn cũng bị rút. Triệt để Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cái gì gọi là đau. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng đứng lên, xoa ngực đối nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận a. Bất giận, cùng ta tức giận không đáng, không nên đem thân thể bị chọc tức. A, nữ nhân kỳ quái, hỗn trướng tiểu tử muốn làm gì? Dựa theo dĩ vãng, không bị đánh cho kêu cha gọi mẹ tuyệt không cúi đầu. Hiện tại nhanh như vậy liền cúi đầu, chẳng lẽ lần này đau đến chịu không được, tranh thủ thời gian cúi đầu. Nữ nhân một phen suy đoán, sắc mặt hơi chậm, cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục so đo, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng không? Không tức giận sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, cho nên, tiên nữ tỷ tỷ, mau đem ngươi trong tay tiên thạch điểm đi, ta tốt tranh thủ thời gian chạy.